Buồn cười lắm, đấy là kỷ niệm mà mình áp dụng vào trong cuộc sống, hiểu về thiên thời địa lợi, với cả nói chung là cũng hiểu về con người, hiểu về tâm sinh lý của cái đấy. Cho nên là nhiều khi có những khách hàng bảo là con cháu người ta bị trầm cảm với nọ kia, tôi bảo nếu mà phải mình thì mình có lẽ mình sẽ giúp được ít nhiều, nhưng mà đối với mọi người thì thường là đưa cái có hiểu là cái người trầm cảm người ta trải qua những cái giai đoạn như thế nào đó, nó cũng mất, đang mất niềm tin, muốn xa lánh người khác. Nhiều người nghĩ tôi trầm cảm tại vì mình không muốn tiếp xúc ai, nhưng mà mình nghĩ không phải những ngày Tết, kể cả là những ngày mà hội hè hay là người ngày mất ngày nhất các thứ. Thứ nhất đến những nơi mình cũng váng đầu, cái thứ hai nữa là mình không có năng khiếu ăn uống. Xong rồi ngồi đấy lại toàn nói chuyện, cứ khen người nọ khen người kia đẹp trai, xong rồi nói mấy cái chuyện là ơ tại sao hôm nay lại 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 tự nhiên lại lại bây giờ nó lại 7 giờ rồi. Tức là nói chuyện chả đâu về đâu ấy, nói chuyện chỉ để giết thời gian ấy, cười gượng để mà giúp đỡ nhau các thứ linh tinh trong cuộc sống hoặc kiến thức thực không có. Đôi khi ngày xưa các không biết là các cụ ngày xưa trải qua những cái đợt mà ví dụ anh em gặp nhau có phải ăn uống linh đình như này không, rượu chè be bét như này không, nhưng mà ngày xưa ví dụ như là ngày Tết hoặc là giỗ giết các thứ, nó là một cái truyền thống của chúng ta, là có một cái truyền thống gọi là tốt đẹp, là những ngày giỗ hoặc ngày lễ ngày Tết như này này gặp nhau để thứ nhất là để anh em họ hàng biết nhau hoặc là giúp đỡ nhau trong cuộc sống, kể chuyện hàn huyên, xong rồi gắn kết nhau trong cuộc sống. Bây giờ ngồi chén tạc chén thù, đôi khi chén tạc chén thù là cũng ngồi nói chuyện uống rượu với nhau, thì là mới bảo là tao là theo đằng họ nhà mày là đằng bác đằng biết các thứ linh tinh ấy. Nhưng mà về có nhớ được cái mẹ ở đâu, không nhớ được, uống rượu uống chè vào ba cái câu liên tha lên thiên. Còn xin lỗi nhưng ông uống rượu uống chè nhá. Còn mấy ngày Tết thì thực ra là đầu tiên để tôi nói bây giờ tôi tổng kết những ngày Tết tôi thu lượm được những gì này. Đầu tiên là mình nói chung là tôi tiến hóa theo trình tự thời gian, hải thượng lãn ông, tại vì mình cũng đau đáu về các cái trường hợp mà triển chiêu nó bay lên trên không trung ấy, xong rồi bây giờ lại không thấy triển chiêu nó bay nữa, thì là mình bảo là chắc là có một cái điều thần bí gì đây. Thế đầu tiên là hải thượng lãn ông thì từ năm thế kỷ 17, 18 gì đấy, tức là gần ngay đây này, cách mình khoảng 200 năm, sử dụng bắt mạch với châm cứu, tức là các huyệt đạo này. Đấy, xong vừa rồi lại Chu Văn An là gọi là vạn thế sư biểu, muôn thầy của muôn đời. Nhưng khi các bạn đánh vào chữ vạn sự thế sư biểu thì có lẽ người ta nhắc đến Khổng Tử nhiều hơn, còn Chu Văn An thực ra là vạn thế sư biểu của Việt Nam mình thôi, người thầy của muôn đời. Các cái huyệt mạch với cả châm cứu với các thứ này này, khoa học mình dùng X quang với các thứ, thực ra là cũng không thể tìm được các cái huyệt đạo này đâu, các cái huyệt mạch với các thứ linh tinh. Thì mình cũng đi tìm hiểu thì rõ ràng là cái kiến thức ý là từ cách đây 200 năm mà đến bây giờ khoa học dùng các cái X quang hoặc là máy nọ máy kia dù hiện đại đến mấy cũng vẫn không tìm thấy các cái huyệt đạo ở trên cơ thể được. Đấy, đại ý là như vậy. Thì đôi khi khéo chúng ta phải mất 300-400 năm hoặc không biết là bao nhiêu năm nữa chúng ta mới dùng những cái khoa học tiến bộ để chúng ta tìm được các cái huyệt đạo trên cơ thể. Còn đôi khi huyệt đạo mà theo như Đông y mấy cả ông Chu Văn An hoặc là theo Đông y của mình ấy, thì là chúng ta đã có một cái bản đồ về huyệt đạo ở trên cơ thể rồi, nhưng đấy không phải theo khoa học đâu. Các bạn hình dung chưa? Khoa học tức là phải có kỳ sự kiểm chứng, phải có máy móc đo, xong rồi thế nào là huyệt đạo, thế nào là cái huyệt ở đây này, xong rồi huyệt mà bọn chư bát giới nó bấm phát ngộ không tỉnh này này đây này. Nhưng mà làm gì khoa học hiện đại dùng X quang hay đi cái nọ kia mà biết được chỗ này có huyệt đạo, xong rồi đạo huyệt đây, xong rồi dưới rốn ba phân nó là cái huyệt gì nhỉ? Đố đan điền đây dồn khí đan điền, tức là dưới rốn ba tấc này ba phân này, ngoài ra thì có cái hai cái đan điền ở chỗ đéo là ở thượng đan điền với hạ đan điền gì, tức là đại ý là các bạn phải hình dung là đây ví dụ như cái này này là chư bát giới bấm cho ngộ không phát ngộ không tỉnh luôn này, ngộ không bị chết cháy ở cái hồng hành gì đấy, xong rồi thì bát giới nó bấm phát là tỉnh luôn. Nhưng mà bây giờ bảo đông y tây y mà bây giờ mà bảo các bạn mà học y mà các bạn bấm cho ngộ không là không, các bạn không bao giờ bấm, tại vì các bạn không được học biết huyệt đi nào huyệt gì, bấm vào nhớ ngộ không giật đùng đùng chết thì chết. Đấy, đại ý là phương pháp hiện đại của chúng ta hiện tại bây giờ là không biết các cái huyệt đấy, nên bắt giới bấm phát là ngộ không giật đùng đùng tỉnh luôn này. Nhưng mà các bạn mà học y ra ví dụ như các bạn học bác sĩ hoặc thế nọ thế kia mà tây y ra là các bạn không biết những cái huyệt ý, tại vì khoa học có dạy đâu, khoa học chưa dùng biện pháp để mà biết những cái này, mà đấy là đông y.
Sau đấy cái thời ý nhá, thời ý là đến cái thời mà của ông Hoa Đà. Hoa Đà là đã giỏi rồi đấy, Hoa Đà là giỏi lắm rồi đấy. Hoa Đà là có cái truyền truyền thuyết gọi là cắt